Xin chào các bạn. Sau khi mình thả nuôi thả mấy tháng trời thì mình đã nhử được cái cành ở phía dưới rất là to rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nó đi để nuôi tiếp các bạn nhé. Giờ mình sẽ chọn vị trí cắt này. Chỗ này. Mình cắt thu nó lại. Cành rất to. Mình sẽ cắt này. To nặng.